cả khán giả của kênh 14, mình là Eric. Và hôm nay thì Eric cảm thấy rất là vui khi mà được có mặt tại Vietnam International Fashion Week. Đến đây thì là phải mặc đẹp để có thể gọi là đúng tinh thần của Vietnam International Fashion Week. Nên là Eric gọi là bất chấp thời trang và thời tiết một xíu để nói về bộ quần áo Eric mặc ngày hôm nay. Thì Eric đang mặc một chiếc áo lông của anh Trương Thanh Phong thiết kế, và mặc dù nó là collection cũ thôi nhưng mà Eric đã phối thêm cùng với cả những phụ kiện như là dây vàng này, rồi quần da bóng thục, và kết hợp với cả mái tóc mà Eric cũng đã khá là kỳ công làm, đó là tết thắt bím lại để tạo nên một cái điểm nhấn cho bộ quần áo này, và hy vọng là mọi người sẽ thích. Xin chào khán giả của kênh 14, mình là Quyền Anh. Thực ra thì bộ trang phục này thì anh là cái chiếc blazer này là anh Trương Thanh Phong đã đưa cho mình, và mình nhặt thêm một item là cái chiếc áo khoác bên ngoài này trong bộ sưu tập mới nhất của anh Trương Thanh Phong, và cộng thêm đôi bút khá là matching nữa. Tóc này thì mình nghĩ là kiểu tóc khá là yêu thích của mình, thế nên là còn khuyên tai thì mình cũng chọn những cái item mà phù hợp với cả cái màu của blazer và móng tay. Hello tất cả độc giả của kênh 14. Ngày hôm nay thì Linh đang ở đây ở Vietnam International Fashion Week, và hiện tại thì mình đang mặc cả một bộ đồ của nhà thiết kế Trương Thanh Phong. Đây là lần đầu tiên mà Linh mặc một cái bộ đồ như này lên thảm đỏ, và các bạn có thể thấy nó rất là khác so với những cái trang phục lần khác mà Linh lên thảm đỏ, bởi vì là trông rất là streetwear. Nhưng mà bởi vì hôm nay là show nam, đồ nam của thương hiệu Mail của anh Phong, nên là Linh và anh Phong đã cùng bàn với nhau để có được một cái outfit trông thật là cool và để rất là mang cái hơi hướng của nam và hơi hướng tương lai. Hy vọng là các bạn thích trang phục này. Ngày hôm nay thì Linh mix với phụ kiện của mình là bút của Fendi, cả một chiếc đây là một cái hộp son, hộp đựng son của LV, nhưng mà mình sẽ dùng làm cái phụ kiện để đeo hôm nay. Rất là vui khi mà ngày hôm nay là ngày đầu của Vietnam International Fashion Week và mình đang có mặt ở đây. Thực ra thì mình chỉ chuẩn bị có một ngày, mình đến fitting đồ, sau đó thì mình sử dụng cái mạng này của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, và ngoài ra có sự hỗ trợ của team stylist Diệp Linh Châu và anh và em Trang Nguyễn đã làm được cho mình những cái thứ thế này. Hôm nay trang phục mình đã chuẩn bị trong một tuần, anh lấy ý tưởng như là những người phụ nữ quý phái của châu Âu ngày xưa, và nhưng mà nó mang một phong cách có hơi hiện đại một tí. Khánh nghĩ rằng là thời trang thì nó bao hàm rất là nhiều, và mình chỉ cần mình yêu bộ đồ đó và mình tâm đắc với bộ đồ đó thì không có gì là sai cả. Xin chào khán giả của kênh 14, hiện tại thì Nam Em đang ở tuần lễ thời trang Fashion Week. Hôm nay thì Nam Em đổi stylist mới. Thì hồi nãy có kể là lúc mà tới lên qua đây á là làm một kiểu tóc khác, đeo hai đôi bông làm kiểu bình thường. Qua tới đây chắc rồi, cái kiểu tóc này nhìn nó giống nó không có sang lắm. Giờ mình phải làm sao? Thì gọi cho make up chị ơi, giờ chị qua làm tóc lại giùm em không? Hả? Cái gì vậy em? Gửi cái tóc hả? Thôi chị cứ qua đi, em nghĩ làm được đó. Thì đang làm tóc thì nghĩ là thôi chết rồi, kiểu này làm không kịp thì phải làm sao? Rồi nếu là không kịp xấu quá không đi, hình quá, làm trong vòng 15 phút kịp là qua đây.